Vâng, thời tiết trong đêm giao thừa tại các vùng miền hôm nay như thế nào? Ngay sau đây sẽ là những thông tin chi tiết. Xin kính chào quý vị và các bạn. Bắc Bộ trong đêm nay và sáng mai trời rét với nhiệt độ ở đồng bằng và trung du là 13 đến 16 độ. Đi kèm mưa nhỏ vài nơi, vùng núi rét đậm rét hại với nhiệt độ thấp hơn. Quý vị đi đón giao thừa nên chuẩn bị quần áo đủ ấm và vật dụng che mưa. Sang ngày đầu tiên của năm mới tại Bắc Bộ phổ biến nhiều mây, có mưa vài nơi. Tây Bắc Bộ trưa chiều có thể hửng nắng, trời rét, có nơi rét đậm, vùng núi cao rét hại với nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 22 độ, khu Tây Bắc có nơi trên 24 độ. Không khí lạnh cũng khiến cho nhiệt độ tại Bắc Trung Bộ ở ngưỡng trời rét trong ngày mai với nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 22 độ. Từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế trời nhiều mây, có lúc có mưa nhưng lượng không lớn. Về đêm và sáng trời se lạnh, nhiệt độ cao nhất ban ngày dao động trong khoảng 22 đến 24 độ. Khu vực Nam Trung Bộ thời tiết ổn định, ít mưa, ban ngày có nắng và nhiệt độ trưa chiều trong khoảng 28 đến 31 độ, riêng Bình Thuận có nơi 32 độ. Hai khu vực có thời tiết thuận lợi nhất trong đêm giao thừa là các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ, trời hầu như không mưa. Quý vị ở vùng cao Tây Nguyên khi đi đón giao thừa nên chú ý mặc ấm vì trời sẽ rét vào khoảng thời gian này. Còn ở Nam Bộ sẽ chỉ se lạnh. Sang ngày mai cả hai khu vực trời đều có nắng từ sáng và kéo dài đến cuối ngày. Tây Nguyên có nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, khu vực Nam Bộ từ 32 đến 34 độ. Riêng Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai nhiệt độ có thể lên trên 35 độ. Trên biển Đông bao gồm cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa sẽ ít mưa, tầm nhìn xa thoáng. Gió Đông Bắc khá mạnh cấp 6, có nơi giật cấp 7, cấp 8, biển động. Nhiệt độ trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa lần lượt là 22 đến 28 độ và 25 đến 31 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ rải rác, gió Đông Bắc cấp 2 trời rét với nhiệt độ từ 14 đến 20 độ. Thưa quý vị, chúng ta chỉ còn cách thời điểm chuyển giao năm cũ và năm mới ít giờ nữa. Chúng tôi xin kính chúc quý vị sẽ có một bữa tiệc tất niên và đón giao thừa ấm cúng, tràn đầy tình yêu thương với gia đình và người thân. Và chúng ta cũng sẽ cùng hân hoan chào đón năm mới Giáp Thìn 2024 đang đến rất gần với sự an lành, hạnh phúc, may mắn và thịnh vượng. Xin kính chào tạm biệt quý vị.